Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng sinh hoạt thời sự chính trị tại câu lạc bộ Bạch Đằng, thông báo kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm. Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm, một trong những dự án quan trọng nhất của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2025. Ngành điện chủ động triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng cung ứng điện năng, bảo đảm vận hành lưới điện an toàn trong mùa nắng nóng. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng sinh hoạt thời sự chính trị tại câu lạc bộ Bạch Đằng, thông báo với các hội viên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và định hướng công tác 6 tháng cuối năm. Vui mừng thông tin tới hội viên câu lạc bộ Bạch Đằng về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố 6 tháng đầu năm với nhiều tín hiệu tích cực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, 6 tháng qua, tăng trưởng kinh tế thành phố đạt mức khá so với bình quân chung cả nước. Tổng sản phẩm GDP trên địa bàn thành phố ước tăng 11,1%. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 11,69%. Số lượng khách du lịch ước đạt hơn 3,2 triệu lượt, tăng 27,37% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 14 tháng 6, thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 982 triệu đô la Mỹ. Dịch COVID-19 cơ bản được khống chế, tỷ lệ tiêm chủng vaccine ở mức cao trong cả nước. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI được cải thiện mạnh mẽ. Chỉ số cải cách hành chính của Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá lên vị trí đứng đầu cả nước. Thành phố cũng triển khai hiệu quả các giải pháp, thực hiện chủ đề năm là đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện chuyển đổi số. Về những định hướng cùng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng khẳng định, lãnh đạo thành phố đang tập trung cao, chỉ đạo các sở ngành địa phương nỗ lực hoàn thành những chỉ tiêu chưa đạt hoặc chỉ tiêu còn thấp so với kế hoạch, quyết tâm tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó, thành phố cũng ưu tiên nguồn vốn để triển khai các dự án quan trọng về hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và bảo đảm an sinh xã hội. Tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng cũng dành thời gian thông tin tới hội viên câu lạc bộ Bạch Đằng về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm trên địa bàn huyện Thủy Nguyên được thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt và bước đầu đạt được những mốc tiến độ nhất định, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự. Một trong những vấn đề thời sự được dư luận và các hội viên quan tâm là việc di rời giải tỏa các hộ nuôi ngao cùng việc giải quyết kiến nghị của các hộ nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An và huyện Kiến Thụy cũng được người đứng đầu chính quyền thành phố thông tin cụ thể. Quan điểm của thành phố là căn cứ vào quy định của pháp luật để giải quyết những vướng mắc liên quan đến các hộ nuôi ngao, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm được xác định là một trong những dự án trọng điểm quan trọng bậc nhất của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2025. Trước yêu cầu về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, huyện Thủy Nguyên tập trung cao độ phối hợp chặt chẽ với sở ngành để hoàn thiện trình tự thủ tục thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 1.131 ngày 24 tháng 6 năm 2016. Tổng diện tích sử dụng đất là 324 hectare liên quan đến huyện Thủy Nguyên, quận Hồng Bàng và quận Ngô Quyền. Riêng diện tích đất phải thu hồi trên địa bàn huyện Thủy Nguyên là 306,1 hectare. Kể từ khi bắt đầu triển khai giải phóng mặt bằng dự án, huyện Thủy Nguyên đã áp dụng đúng đầy đủ chế độ chính sách pháp luật về bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân. Đáng chú ý, kể từ năm 2020,
huyện giải phóng mặt bằng đối với 1.300 hộ có đất ở và công trình trên đất, bố trí gần 1.400 lô đất tái định cư cho các hộ. Năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai thực hiện công tác thu hồi đất và từ năm 2017 đến năm 2020, huyện Thủy Nguyên đã cơ bản hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đối với phần đất nông nghiệp của 1.488 hộ dân với tổng diện tích khoảng 260 ha. Đối với phần diện tích đất ở của các hộ thì được triển khai thực hiện tập trung từ năm 2020 trở lại đây. Thì đến nay thì qua cái việc thì huyện giải phóng mặt bằng, đa số các hộ đã đồng thuận nhận tiền và bán ra mặt bằng. Hiện còn lại 119 hộ dân tại xã Tân Dương chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có 15 hộ đã nhận tiền, 75 hộ chưa nhận tiền và 29 trường hợp thuộc diện phải xử lý vi phạm hành chính. Đây là những hộ đã cơi nới và xây dựng công trình sau ngày 1 tháng 7 năm 2014 và xây dựng công trình sau khi có thông báo thu hồi đất nên không đủ điều kiện được bồi thường hỗ trợ theo quy định. Huyện đã hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xin chủ trương cưỡng chế thu hồi đất. Hiện tại thì đối với những hộ mà không nhận tiền bàn giao mặt bằng, trong đó có 90 hộ hiện nay thì chưa bàn giao mặt bằng thực hiện dự án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái việc trả lời các cái nội dung kiến nghị của các hộ dân. Tuy nhiên thì các hộ dân vẫn cố tình chây ý và chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng, thì đối với những trường hợp này thì Ủy ban nhân huyện cũng như Ủy ban nhân thành phố chỉ đạo là sẽ quyết quyết tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất và sẽ hoàn thiện việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ trong tháng 6 năm 2022 này. Phải khẳng định, ở dự án này, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, bố trí tái định cư, các hộ dân được thành phố quan tâm, áp dụng nhiều cơ chế chính sách đặc biệt mà các dự án khác không có được. Để dự án sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công, rất cần sự đồng thuận, chia sẻ của các hộ dân vì sự phát triển chung của huyện và thành phố. Dự án khi hoàn thành, góp phần hiện thực hóa nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về việc di chuyển trung tâm hành chính chính trị của thành phố về huyện Thủy Nguyên trước năm 2025 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 về chuyển đổi huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố Thủy Nguyên trực thuộc thành phố Hải Phòng trước năm 2025. Hiện nay, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền tích cực đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường Lạch Tray. Đây là công trình nằm trong dự án đầu tư xây dựng cầu Rào 1. Công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường Lạch Tray có tổng diện tích thu hồi đất gần 3.400 m2 đối với 13 tổ chức và 172 hộ với dự kiến kinh phí bồi thường hỗ trợ gần 234 tỷ đồng. Hiện nay, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền kiểm kê và lập phương án bồi thường hỗ trợ cho 100% các hộ gia đình, cá nhân. Qua tuyên truyền vận động, nhiều hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Qua coi 3 lần coi là họp, tôi đã thấy được cái chính sách và chủ trương, gia đình tôi đã đi đến quyết định đồng thuận bàn giao coi là mặt bằng để coi là sớm coi là triển khai. Cửa hàng của tôi thì ở đây là có 40 m, nhưng mà do phục vụ để dự án thì người ta sẽ lấy vào tầm 11,9 m. Gia đình đồng thuận với chủ trương của nhà nước. Sau khi mà thành phố mà làm xong cái tuyến đường này thì cũng đã thấy là cái vỉa hè nó sẽ rất là đẹp, thứ nhất là với lại điện đồ mọi cái là nó sẽ rất là khang trang. Ủy ban dân quận cũng phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ một tổ chức và 84 hộ gia đình với số tiền gần 95 tỷ đồng. Có 42 hộ đã bàn giao mặt bằng. Quận bố trí 90 suất tái định cư, trong đó đã ra 50 suất. Dự kiến sẽ ra 40 suất còn lại tại khu vực 9,2 ha, phường Thành Tô, quận Hải An. Đường Lạch Tray thuộc địa bàn quận Ngô Quyền, dài khoảng 2.820 m, là tuyến đường cửa ngõ của thành phố, có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn. Bên cạnh đó, trên tuyến đường còn tập trung các trường đại học, cung văn hóa, cung thiếu nhi, thư viện thành phố. Tuy nhiên, hai bên đường nhiều đoạn không có vỉa hè hoặc có vỉa hè thì cũng rất hẹp. Thực trạng này không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Sau khi cầu Rào 1 hoàn thành, việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường Lạch Tray sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông cũng như nối liền không gian đô thị. Xác định rõ vai trò quan trọng của dòng vốn đầu tư, hoạt động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, thời gian qua, Hải Phòng tích cực triển khai nhiều dự án trọng điểm, không ngừng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố.
nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác quản lý phát triển các khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nêu rõ quan điểm của thành phố là phát triển khu công nghiệp phù hợp với kế hoạch tổng thể và là động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Ưu tiên tập trung phát triển kết cấu hạ tầng khu cụm công nghiệp, có cơ chế chính sách đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ một số lĩnh vực mang tính đặc thù để thực hiện cả ba trụ cột kinh tế của Hải Phòng là công nghiệp công nghệ cao, cảng biển logistics, du lịch, thương mại. Một cái lợi thế rất lớn của Hải Phòng ấy, là chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái việc là cảng biển kết nối trực tiếp với lại khu công nghiệp. Và như thế thì rõ ràng là nếu như một doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu nguyên liệu đầu vào qua cảng đi vào ngay kho cách khoảng 1-2-3 cây số, tiết kiệm rất nhiều chi phí. Sau đó hoàn tất xong lại xuất khẩu thì cũng lại ra ngoài 1-2 cây số thì tiết kiệm rất là nhiều chi phí. Và cái này thì chỉ có Hải Phòng hiện nay là có cơ hội làm được. Chứ còn đâu Sài Gòn là rất khó, bởi vì như Cát Lái chẳng hạn thì họ làm gì có cái vùng đất, vùng hinterland, vùng hậu phương đằng sau để làm. Nhưng Hải Phòng như Nam Đồ Sơn là chúng ta hoàn toàn làm được, như là Lạch Huyện là làm được. Các khu cụm công nghiệp đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, tạo việc làm, thu nhập ổn định, góp phần đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, quản lý cho người lao động, thúc đẩy ngành dịch vụ và các ngành liên quan khác, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Do đó, thời gian tới, thành phố quyết tâm tập trung huy động mọi nguồn lực, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được phê duyệt, đổi mới cách thức, mô hình thu hút đầu tư, phát triển lực lượng lao động kỹ thuật có trình độ cao, công nghiệp công nghệ cao, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của thành phố cảng. Thời gian qua, quận Hồng Bàng chú trọng rà soát, dành quỹ đất để tập trung chỉnh trang và phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, hiện đại. Khu đất liên tổ dân phố, phường Quán Toan được quận dành để xây dựng công viên mới. Tuy nhiên, công trình đã hoàn thành từ đầu năm nay nhưng vẫn chưa được bàn giao và vận hành. Công viên cây xanh khu tập thể Quán Toan rộng hơn 2.000 m². Trong 3 tháng tích cực thi công, đầu năm 2022, công viên đã hoàn thành các hạng mục thoát nước, bó vỉa, sân, lối đi, trồng hơn 50 cây xanh, thảm cỏ, lắp đặt 24 bộ đèn chiếu sáng, 2 dàn đèn cao áp, 10 thiết bị tập thể thao ngoài trời. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành xây dựng, công viên đến nay vẫn chưa được bàn giao cho địa phương hay đơn vị nào quản lý vận hành. Chúng tôi là người dân đây thì khi xây dựng cái công viên này là chúng tôi rất là phấn khởi, nhưng mà mong là có đèn sáng và có cho công viên hoạt động để cho tất cả trẻ em và người già đều có nơi tập cho nó tốt. Ngày hè bọn cháu hay ra công viên chơi. Ở đây vào buổi tối thì lại không có bóng điện nên là chơi cũng hơi sợ. Cháu mong mọi người có thể bật đèn buổi tối công viên bọn cháu chơi cảm thấy an toàn hơn. Mà các cháu hiện nay là buổi tối là ra chơi rất đông. Thế nhưng mà không có ánh điện nên là rất gây cho các cháu coi là ngã là nhiều. Vâng. Thế nên mong là các cấp chính quyền coi là sớm khắc phục những cái này để có điện. Tình trạng nhếch nhác, vận hành kém hiệu quả dù mới đưa vào hoạt động do thiếu đơn vị quản lý cũng đã từng xảy ra tại công viên Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền. Điều đó cho thấy các công viên ngay sau khi xây dựng, hoàn thành cần sớm bàn giao cho đơn vị quản lý cụ thể để đảm bảo hoạt động hiệu quả, không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh hiện đại mà còn bổ sung thêm điểm vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân. Trong phần tiếp theo của chương trình, ngành điện chủ động triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng cung ứng điện năng, bảo đảm vận hành lưới điện an toàn trong mùa nắng nóng. Giá xăng dầu liên tục tăng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến thị trường hàng hóa bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là những mặt hàng thiết yếu. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới gần 40 độ C, khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị chống nóng của người dân tăng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho công suất phụ tải của hệ thống điện thành phố tăng cao đột biến. Để bảo đảm cung cấp điện ổn định trong mùa hè năm nay, ngành điện Hải Phòng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng cung ứng điện năng, bảo đảm vận hành lưới điện an toàn. Theo cập nhật tình hình phụ tải điện các tháng đầu năm nay, dự báo phụ tải điện của thành phố sẽ tăng hơn 11% so với năm 2021 và tập trung vào các tháng mùa hè. Ngay từ đầu năm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Phòng sớm xây dựng phương án cấp điện mùa hè với mục tiêu đáp ứng tốt nhất nhu cầu dùng điện của người dân thành phố, đặc biệt không cắt điện luân phiên. Mặc dù vậy, bước vào đợt cao điểm nắng nóng, một số khu vực trên địa bàn thành phố vẫn bị mất điện cục bộ do quá tải các trạm biến áp phân phối.
khuyến cáo cho cái doanh nghiệp cũng như là các cái người dân trên địa bàn là mình tránh sử dụng những cái công suất cao vào giờ cao điểm. Buổi ban ngày thì vào thời khoảng 12 giờ đến 15 giờ. Hay còn ban tối thì khoảng 21 giờ đến 23 giờ. Vì những cái công suất sử dụng vào cái cùng đồng thời vào cái giờ cao điểm như vậy thì nó sẽ gây quá tải cục bộ của cái lưới điện và nó sẽ gây nguy cơ đến quá tải và sự cố. Để nhanh chóng xử lý sự cố, ổn định cấp điện, phục vụ nhân dân trong những ngày nắng nóng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng chỉ đạo các chi nhánh điện lực tăng cường kiểm tra các điểm tiếp xúc, mối nối trên đường dây trung và hạ thế, thường xuyên đo, theo dõi công suất tại các trạm biến áp phân phối vào thời điểm trưa, chiều và tối để có biện pháp khắc phục, xử lý. Ngoài lực lượng trực vận hành 24/24 giờ, công ty còn bố trí lực lượng trực tại các đội kinh doanh bán điện, kịp thời xử lý sự cố, nhanh chóng cấp điện trở lại cho khách hàng. Công suất đỉnh năm nay chúng tôi dự kiến ngay từ đầu vụ là khoảng 1.600. Tuy nhiên là đến những hôm vừa rồi nắng nóng cao nhất cũng đến 1.500. Trong khi đó thì cái công suất phân bổ cho công ty điện lực khu vực Hải Phòng là 1.395. Thế như vậy là trong cái đầu năm rồi chúng tôi cũng đã chuẩn bị là làm việc với cái hàng lớn, đặc biệt các cái hàng công nghiệp, sắt thép, xi măng cũng như các cái hàng trên các cái đường dây trung thế của cái điện lực tham gia cùng với điện lực để giảm tải cái công suất giờ cao điểm. Cùng với đó, người dân nên hạn chế sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện công suất lớn, nhất là vào giờ cao điểm, góp phần giảm áp lực quá tải cho lưới điện thành phố, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho tất cả các khu vực trong mùa nắng nóng. 6 tháng qua, Hải Phòng đã giải quyết việc làm cho hơn 28.000 lượt lao động, tăng hơn 5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85,7%. Đây là kết quả tích cực cho thấy sự phục hồi của thị trường lao động sau những tác động từ dịch COVID-19, ghi nhận của phóng viên thời sự. 19 phiên giao dịch việc làm được thành phố tổ chức trong 6 tháng đầu năm, 450 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với nhu cầu tuyển hơn 76.000 lượt lao động. Chi bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội hơn 5.000 tỷ đồng, qua đó đảm bảo người lao động có việc làm ổn định và được hưởng các chính sách theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cũng không phải loay hoay với bài toán tuyển dụng. Các doanh nghiệp hiện nay luôn ưu tiên tuyển dụng lao động có tay nghề đã qua đào tạo. Vì thế, vai trò của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố là vô cùng quan trọng trong việc phối hợp cùng doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực này. Sự hợp tác chặt chẽ đối với nhà trường và với doanh nghiệp thì qua cái sự hợp tác này thì doanh nghiệp sẽ đảm bảo được cái vấn đề lao động, người lao động tại doanh nghiệp. Và hiện tại thì tất cả các doanh nghiệp ngày càng đang phát triển lên và về cái số lượng lao động trong cái thời gian tới trong 3 năm gần đây, 3 năm sắp tới đây thì nó sẽ cái nhu cầu nó sẽ rất là lớn và đặc biệt là ưu tiên cho những người lao động, đặc biệt là các bạn sinh viên, các bạn học sinh sinh viên có tay nghề. Sau đại dịch thì đến tầm khoảng tháng 3 vừa rồi thì các doanh nghiệp đã chủ động liên hệ lại với nhà trường để chuẩn bị đón cái nguồn nhân lực phục vụ cho cái mùa cao điểm của du lịch cũng như là cái nhân sự sau Covid. Và đến nay thì cái sức thu hút và cái đăng ký tuyển sinh của người học cũng đã tăng lên con số trên con số 1.000, và chúng tôi sẽ kỳ vọng tiếp tục đón nhận được những cái thông tin đăng ký của phụ huynh cũng như của các em vào cái dịp từ bắt đầu từ tháng 5 cho đến tháng 9 tới. Trong 5 năm tới và tầm nhìn đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu lấp đầy 90% diện tích 12 khu công nghiệp và mở rộng thêm các khu công nghiệp mới, thì Hải Phòng sẽ cần tới khoảng 300.000 người lao động. Trong số đó, lao động đã qua đào tạo cần đạt khoảng 40%. Do vậy, sự gắn kết giữa các trung tâm dịch vụ việc làm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp hướng tới tuyển dụng lao động dựa trên nền tảng đào tạo mở và linh hoạt là điều tất yếu để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong thời gian tới. Luật Hợp tác xã năm 2012 được ban hành đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho khu vực kinh tế tập thể. Các hợp tác xã không còn lối tư duy kiểu cũ là trông chờ vào chính sách hỗ trợ mà chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã 2012 và hoạt động của các hợp tác xã kiểu mới hiện vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Kho chứa hàng hóa, điểm bán hàng, văn phòng làm việc đều tạm bợ. Thực trạng này khiến Hợp tác xã Nông nghiệp Đặng Cương, huyện An Dương khó có thể duy trì phát triển. Mặc dù diện tích khá lớn với khoảng 200m², song vì chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nguồn lực còn hạn chế. Do đó, việc đầu tư xây dựng trụ sở mới khó có thể thực hiện được. Hiện nay thì là Hợp tác xã cũng chưa được là cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thế và cũng chưa có trụ sở
làm việc là phù hợp, dẫn đến cái việc mà quản lý điều hành rồi tất cả các cái hoạt động hợp tác xã là còn hạn chế. Còn tại hợp tác xã tre Tiên Cầm, được thành lập từ năm 2021 với sản phẩm chủ lực là đồ lưu niệm, nhà bếp, văn phòng được làm từ cây tre. Bộ ba sản phẩm này của hợp tác xã đều được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Mặc dù vậy, để có thể phát triển mở rộng hơn nữa, hợp tác xã đang gặp những vướng mắc khó khăn về mặt bằng. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi cũng đang làm thủ tục giấy tờ để đưa cái dự án che ép vào sản xuất cái mặt bằng đó, thì chúng tôi cùng kết hợp với chính quyền địa phương cũng đang xúc tiến, rất là mong là các lãnh đạo tạo điều kiện tốt hơn nữa về cái thủ tục hành chính để làm sao mà cho hợp tác xã có những nơi mà sản xuất ra những cái sản phẩm nó đạt được cái năng suất và cái hiệu quả nó tốt hơn. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với những cơ chế chính sách ưu đãi từ trung ương, thành phố, Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố, các hợp tác xã kiểu mới đang dần vượt qua những thách thức ban đầu để tiếp cận thị trường, mở rộng quy mô sản xuất, vươn lên trở thành tổ chức kinh tế lớn mạnh, khẳng định được uy tín và vị thế trên thương trường. Nhờ gieo trồng đúng khung thời vụ và sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ ngành nông nghiệp, nên vụ xuân năm nay, trên 8.000 hectare diện tích gieo cấy lúa của huyện Vĩnh Bảo cho năng suất cao, ghi nhận của phóng viên thời sự. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo đã tập trung máy móc, nhân lực thu hoạch lúa xuân để tránh mưa dông cuối vụ. Đến hết ngày hôm nay 25 tháng 6, đã cơ bản thu hoạch xong trên 8.000 hectare lúa toàn huyện, với dự kiến năng suất lúa đạt hơn 70,7 tạ một hectare. Ngay sau khi hoàn thành việc thu hoạch lúa xuân, huyện cũng hướng dẫn bà con nông dân đồng thời làm đất cho vụ mùa, bởi chỉ còn gần một tháng nữa là triển khai sản xuất vụ mùa. Để thực hiện đảm bảo các kế hoạch sản xuất vụ mùa đề ra, cũng đề nghị các xã thị trấn đã tập trung chỉ đạo các cái loại máy móc phương tiện đẩy nhanh tiến độ làm đất. Thì nông dân thu hoạch đến đâu thì tiến hành thu làm đất, cày đồng vận rạ ngay đến đó, không chờ thu hoạch xong với đồng vận rạ để tiết kiệm được thời gian cho phân hủy của rơm rạ để đẩy nhanh tiến độ làm đất. Đồng thời cũng đề nghị các xã thị trấn sẽ chỉ đạo các hợp tác xã nông nghiệp cũng như là các hội nông dân, hội phụ nữ và các đoàn thể liên quan là chuẩn bị mọi vật tư, giống, phân bón để cung cấp kịp thời cho nông dân phục vụ sản xuất vụ mùa năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra. Trong vụ mùa tới, huyện Vĩnh Bảo dự kiến sẽ tăng diện tích cấy lúa so với vụ xuân. Để nâng cao hiệu quả sản xuất trên diện tích canh tác, huyện khuyến khích nông dân áp dụng phương pháp khoa học tiến bộ giúp tăng năng suất, nâng cao chất lượng gạo. Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng quản lý thị trường, Cục Quản lý Thị trường thành phố vừa tổ chức tọa đàm và tập huấn nghiệp vụ. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường đánh giá những kết quả trong hoạt động của Cục Quản lý Thị trường thành phố Hải Phòng từ khi thành lập đến nay, triển khai đồng bộ kịp thời công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kế hoạch kiểm tra định kỳ năm, chỉ đạo các đội quản lý thị trường chủ động trong công tác quản lý giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhập lậu, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và các hành vi kinh doanh trái phép khác. Qua buổi tập huấn, lãnh đạo Tổng cục Quản lý Thị trường chia sẻ với cán bộ công chức và người lao động của Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng nhiều kinh nghiệm, kiến thức, quy định mới phục vụ cho công tác đấu tranh với những đối tượng vi phạm pháp luật về thị trường. Giá xăng dầu liên tục tăng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến thị trường hàng hóa thời gian gần đây cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Khảo sát thị trường cho thấy nhiều hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tăng cao, tác động tới tâm lý người tiêu dùng và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống dân sinh. Dầu ăn là mặt hàng nằm trong nhóm 9 hàng hóa thiết yếu cần được dự trữ và bình ổn giá lâu dài. Đây là mặt hàng đang có mức tăng cao nhất trong thời gian gần đây. Theo một số siêu thị thì từ đầu năm đến nay dầu ăn đã có ít nhất 5 lần tăng giá. Đại diện siêu thị Go Hải Phòng cho biết, mặc dù siêu thị có những nhà cung cấp lâu dài, nhưng việc tăng giá đầu vào vẫn không thể tránh khỏi. Ngoài siêu thị Go thì các chuỗi siêu thị lớn khác như Aeon cũng không tránh khỏi việc phải điều chỉnh giá bán tăng theo giá của nhà sản xuất.
Thì từ đầu năm đến giờ thì dầu ăn cũng đã tăng giá từ nhà cung cấp cũng rất là nhiều lần rồi. Tuy nhiên thì về phía Go Hải Phòng thì chúng tôi vẫn chỉ tăng giá theo đò thôi và không tăng giá theo thị trường. Trung bình một can dầu ăn thì về phía nhà cung cấp là tăng giá cho giá nhập cho siêu thị rơi vào khoảng tầm 50.000 một can. Một căn 5 lít. Giá hiện tại đã điều chỉnh cho siêu thị Go thì cũng chỉ điều chỉnh với cái mức thấp hơn là cái giá của nhà cung cấp đang tăng cho hệ thống Go. Hàng hóa tại các chợ và các cửa hàng tạp hóa cũng có mức tăng chóng mặt. Tại chợ Đổ, chợ đầu mối hàng khô lớn nhất thành phố Hải Phòng, tiểu thương cũng đang điêu đứng do giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng chóng mặt từng ngày. Có bây giờ mới giá cả mới lên, còn các cái bình thường chỉ lên ít một, nhưng đây từ ngày đằng xăng dầu bây giờ nó mới lên quá nhiều luôn. Các mặt hàng gì cũng lên, không có mặt hàng gì cũng lên. Còn dầu mỡ lên rất nhiều luôn. Có cái dầu rẻ nhất ngày xưa toán cái 101, bây giờ là 230. Bây giờ từ xăng cái dầu lên giờ nó cứ vù vù lên. Bây giờ công ty đang báo giá là còn lên nữa. Từ xăng dầu mà ra, xăng dầu đắt đang nghĩ là về nơi 75. Đắt quá không làm nữa. Cái thể là không có hàng. Ví dụ như Simli ấy, mới vua đấy thì trước khoảng như 1 lít khoảng tầm 44-45 nghìn, thì bây giờ nó lên khoảng 60-65 nghìn. Khoảng siêu thị thì giá chắc là nó tốt hơn một tí, bởi vì họ nhập nhiều. Đổ buôn thì bây giờ trên chợ này cũng đổ ít lắm. Tại vì là bây giờ siêu thị thường thường ấy, những cái siêu thị lớn họ cũng cạnh tranh. Tại vì cái số lượng họ nhập vào nó nhiều thì cái chiết khấu nó sẽ cao hơn. Tôi bán thì cũng nói chung là cũng chỉ bằng 50% mỗi năm thôi. Các mặt hàng tăng giá đều có lý do chung là xăng dầu tăng, ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển. Tuy nhiên trên thực tế có nhiều mặt hàng nằm trong danh mục hàng hóa bình ổn hoặc ít bị ảnh hưởng từ chi phí vận chuyển như rau xanh cũng có mức tăng giá khá cao. Do đó các cơ quan chức năng cần nghiên cứu phương án bình ổn các mặt hàng thiết yếu, hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Sáng nay, ngành y tế tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn hiệu quả. Phấn đấu hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong quý 2 năm nay, theo chỉ đạo của Chính phủ. Tại điểm tiêm trường Trung học cơ sở Đằng Lâm, hơn 700 học sinh được lập danh sách theo lớp đã có mặt từ 7 giờ sáng. Do có sự chuẩn bị tâm lý, sức khỏe tốt nên các em khá thoải mái khi tham gia tiêm chủng. Đã trước khi đi tiêm thì con đã giữ sức khỏe thật tốt và ăn uống thật đầy đủ để sau khi đi tiêm không bị các triệu chứng nặng của sau khi tiêm. Đã hôm nay thì con đi xe đạp đi và tí nữa con cũng tự đi xe đạp về. Là con cảm thấy sức khỏe của mình đủ tốt để tí tự đi xe đạp về ạ. Hôm nay em tiêm em cảm thấy bình thường thôi, bởi vì đây là lần thứ 3 em đi tiêm ạ. Và em cũng chả thấy lo lắng cái gì. Em vào phòng em tiêm thôi. Thế là cô tiêm mà cháu về phòng chờ, cháu ngồi 3 phút rồi cháu về ạ. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, ngành y tế phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, chuẩn bị đủ điều kiện tiêm chủng để có thể triển khai ngay khi được phân bổ vaccine. Tuyên truyền vận động để người dân đưa trẻ từ 12 đến 17 tuổi đủ điều kiện tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ. Để có thể thực hiện cái kế hoạch tiêm vaccine mũi 3 cho các em học sinh của trường Trung học cơ sở Đằng Lâm, thì nhà trường đã kết hợp với ngành y tế để chuẩn bị rất là tốt các cái điều kiện cho các em tiêm, chuẩn bị các cái phiếu khám sàng lọc, phiếu đồng ý tiêm, phòng chờ, phòng khám sàng lọc, phòng tiêm và các cái phòng chờ sau khi tiêm cho các em học sinh, cũng có cái kế hoạch cụ thể chi tiết để phụ huynh học sinh đưa đón con, chăm sóc con, theo dõi sức khỏe cho các con sau khi tiêm. Và tính đến thời điểm này thì nhà trường đã cơ bản hoàn thành cái kế hoạch tiêm vaccine mũi thứ 3 cho các em học sinh trường Trung học cơ sở Đằng Lâm và ghi nhận không có em học sinh nào mà có xảy ra những cái hiện tượng bị sốc phản vệ. Sức khỏe của các em hoàn toàn bình thường. Để giúp trẻ phòng bệnh, đến trường an toàn và tham gia các hoạt động xã hội trong dịp hè, thành phố đang triển khai đồng loạt tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi nhằm tăng diện bao phủ vaccine phòng COVID-19 trong cộng đồng, góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 6, các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City sẽ tổ chức khám miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng. Cũng trong chương trình, các giáo sư bác sĩ đến từ Hà Nội sẽ thực hiện các cuộc phẫu thuật, can thiệp khó, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay như thay toàn bộ xương cánh tay cho bệnh nhân ung thư xương, phẫu thuật cho bệnh nhân rách chóp xoay, một trong những vị trí khó, đòi hỏi kỹ thuật cao.
Đây là hoạt động triển khai mô hình bệnh viện vệ tinh tại khu vực miền Bắc do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City Hà Nội thực hiện. Theo đó, Vinmec Time City sẽ cử các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành và các chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm của các chuyên khoa trọng điểm về làm việc định kỳ hàng tuần và trực tiếp khám chữa bệnh, phẫu thuật tại hai bệnh viện Vinmec Hạ Long và Vinmec Hải Phòng. Thưa quý vị, huyện đảo Bạch Long Vĩ là một trong 8 ngư trường lớn, là đảo xa bờ nhất trong Vịnh Bắc Bộ. Với những nét hoang sơ và sự thân thiện của con người, nơi đây thực sự là điểm đến lý tưởng cho những người yêu biển đảo Tổ quốc. Trong ít phút cuối chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn vẻ đẹp của Bạch Long Vĩ qua góc máy Flycam. Quý vị thân mến, những thông tin thời tiết sau đây sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố mây thay đổi, sáng sớm có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C, độ ẩm 80-85%. Phía bắc thành phố mây thay đổi, sáng sớm có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C, độ ẩm 80-85%. Phía nam thành phố mây thay đổi, sáng sớm có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C, độ ẩm 80-85%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, mây thay đổi, sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ C, độ ẩm 80-85%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ C, độ ẩm 80-85%. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5.